tỏi. Bố tại hư lắm, nghỉ chơi ra đi đập bàn đập ghế nghỉ vậy. Con thích Rồi thích đi kiếm bố ghẻ. bố Bố ghẻ tỏi. giống nhà Noel đó, bố ghẻ cho đồ chơi, cho ăn bánh, cho sô cô la luôn, cho quần áo mới, cho đồ, cho đồ chơi qua bóng bóng unicorn, cho pony. Bố tại mày đập bàn đập ghế đập bể hết kìa, mày đứng mày khóc hoài à. Thì bố tuệ làm đập cái ghế bể rồi xong mày đập cái bàn nữa, rồi bố tuệ quýnh mày nữa. Bố tuệ quýnh mày, dí mày vô phòng rồi mày kêu mẹ binh mà nhớ không. Vậy mày có muốn bố tuệ nữa cái kỳ vậy, cái kỳ vậy, lý do tại sao sợ bố ghẻ à? Bố ghẻ dễ thương nè, nè cho đồ chơi giấu ông già Noel, thì kêu ông già Noel là bố ghẻ nha. Sao vậy? Sao vậy? Lý do xin lỗi, em đâu có cái đó đâu. đâu có cái đó là cái gì, Đâu có cái đó đâu. đâu có cái đó là cái gì, Nó không đâu có đó đâu. không có ở đó hả, không có ở đó là sao? Thì ông già Noel đang ở Bắc Cực, giờ mình đi qua Bắc Cực kiếm già Noel rồi kêu già Noel là bố bố của Du Dương. Bỏ bố tuệ mẹ đây với bà nội đi, cho hai người bán thịt. Nhớ nhớ kệ, nhớ thì gọi điện thoại nhắn tin. Ủa mình nói thích ông già Noel lắm mà đúng không, mấy ông già Noel nha, ông thích ông già Noel phải không? Ông già Noel đây, Du Dương nó không thèm thích ông già Noel, đừng tặng quà cho nó. Giờ thích ông già Noel với bố Tuệ thích ai hơn? Không thích hai người đúng rồi, mà thích ai nhất ai nhì? Ai bây giờ một người hạng nhất một người hạng nhì nè, thì ai hạng nhất ai thích nhì? Mà nói rồi, thích ông già Noel nhất hay là thích bố Tuệ nhất, chọn một người đến cho bọn ba nha. Một, hai, ba. Không chọn ai hết đó là kêu nhà đen khỏi tặng quà. Còn bố tại quýnh mày là mày không có quên. Bố tại dí mày quýnh mày ra hết không sùm, kêu mày cút nữa. Cút đi nữa. Rồi mày khóc quá trời luôn đúng không? Đúng không? Ngồi ăn cơm trong bóng tối trong phòng đó khóc quá trời luôn đúng không? Hả? Đúng không? Hả? Rồi mấy máu khóc quá trời luôn đúng không? Vậy gần khoái bố tuệ nữa không? Kỳ á, lý vậy mày? Cười nữa. Vậy hay khoái ông già Noel nhất đúng không? Bố tuệ nhì đúng không? Hả? Tội nhất với lại phái ông nhà này nhất thôi. Rồi vậy là mày khoái bố tuệ nhất ông già Noel nhì đúng không? Đó, ông xin em nhớ. Vậy ai nhì thì bố tuệ phải nhì chứ, một người nhất. Mà hiểu chữ nhất không? Nhất là chỉ có một với số một mà. Số một chỉ có một mình đó thôi. Đúng chưa? Đúng không? Cái này nhất nói. Hả? Không biết chọn hả? Vậy không biết chọn vậy thua, vậy là ông già Noel sẽ gắt luôn. Bye bye, mét ông già Noel gửi này cho ông già Noel nè, để ông già Noel hỏi tức nữa. Rồi nói đi, vậy thích ai nhất? Thích ai nhất? Không có gửi vậy trả lời đi, thích ai nhất? Hả, thích ai nhất? Nói. Thích ai nhất? Rồi, nếm một ba hay là tao gửi nè. Nói, thích ai nhất? Một. Thích ai nhì?